Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Rồi ngày hôm nay nhà mình sẽ chuẩn bị đi du lịch nha các bạn. Rồi cái tour du lịch của nhà mình là từ Vĩnh Long đi Hà Tĩnh, nhưng mà trước tiên nhà mình sẽ đi từ Vĩnh Long đến Bình Dương, rồi từ Bình Dương mới bắt đầu về Hà Tĩnh. Rồi bây giờ gia đình mình sẽ gom đồ và chuẩn bị lên Bình Dương. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video cái hành trình của gia đình mình đi du lịch Hà Tĩnh nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái vị trí để mình đón xe đi Bình Dương nha các bạn. Rồi hành trình của mình sẽ bắt đầu từ điểm này và mình đi lên tới Bình Dương, tiếp tục từ Bình Dương mình sẽ đi về Hà Tĩnh. Mình bắt đầu nha các bạn. Rồi hiện tại nhà mình đã lên xe chuẩn bị về Bình Dương nha các bạn. Đây. Hiện tại thì mình đang ở trạm dừng chân thuộc Tiền Giang nha các bạn. Nghĩ sao vậy? Đây nhìn xe buýt mà. Ừ. Nghĩ sao mà đang ở? Rồi sau khi ghé chỗ trạm dừng chân mình có mua một vài mứt dừa với bánh phồng sữa nha các bạn. Đây. Mua thêm món bánh mì. Rồi, chiếc xe lên Bình Dương hiện đang tiếp tục nha các bạn. Nè, di chuyển quá chị ơi. Nặng gì? Được không? Lớn mà. Nay xe đi cũng không đông lắm nha các bạn. Chào tất cả các bạn ha. Hiện tại thì mình đã có mặt tại đất Bình Dương rồi. Và ở đây là nhà của anh chị mình.
Rồi mình sẽ ở đây từ đây cho đến tối khoảng tầm 7 giờ là mình bắt xe Hà Tĩnh đi về Hà Tĩnh luôn nha các bạn. Rồi mời tất cả các bạn cùng theo dõi hành trình của mình cùng với gia đình của mình về Hà Tĩnh các bạn. Rồi chào các bạn ha. Hiện tại là mình đang có mặt trên chiếc xe đi Hà Tĩnh nha các bạn. Nói chung chiều giờ là mình cũng từ ở Bình Dương rồi mình mới đi xe con của nhà xe qua tới bên thành phố. Rồi bây giờ là mình đang trên chiếc xe để mình đi về Hà Tĩnh. Hiện tại là trời cũng đang mưa nha các bạn. Hiện tại bây giờ là cũng tầm hơn 6 giờ, 6 giờ 10 rồi. Đã bắt đầu là mình chính thức là từ miền Nam mình đổ ra miền Trung ha. Theo vị trí Google Maps hiện tại mình đang ở Bình Định nha các bạn. Rồi, chào các bạn ha. Hiện tại mình đang ở đất Quảng Ngãi, mình ghé quán ăn mình đang nghe các bạn. Đây là nhà của mình ha. Rồi hiện tại mình ăn xong nha các bạn, rồi mình chuẩn bị tiếp tục hành trình về Hà Tĩnh nha các bạn ơi. Thank you.
bây giờ mình lên xe và tiếp tục hành trình nha các bạn. Ở đây còn ngại á. Rồi hiện tại mình đang có mặt tại Quảng Bình nha các bạn. Giờ mình ăn cơm cũng sắp xong rồi. Rồi mình chuẩn bị tiếp tục hành trình của mình đấy ha. Rồi cuộc hành trình từ Vĩnh Long về đất Hà Tĩnh mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Là điểm đầu tiên mình đi là Vĩnh Long và điểm mình đến là Hà Tĩnh, là hiện tại đây là đang nhà của bà xã mình. Rồi mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Ở đất Hà Tĩnh này mình chắc mình cũng sẽ có vài cái video nói về đất Hà Tĩnh này nữa. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.